Còn gì giờ đây em sao nhớ thương đầy vơi, mong tình còn trong tim hay chết theo ngày tháng. Còn nhớ mãi hôm nào lời chào nhau ban đầu, ai nỡ quên tình nhau. Các bạn đều biết là trong quá trình mua sắm những dàn máy karaoke cho gia đình thì có rất nhiều người mua những dàn máy rất đắt đỏ, nhưng vì các bạn phối ghép nó chưa chuẩn, giữa các thiết bị nó chưa phát huy được tối đa các tác dụng, cho nên là tôi đã đến rất nhiều gia đình set up giúp và các bạn thấy là có nhiều bộ có hình. Tôi tiếc cho anh em đã bỏ ra những khoản tiền mà lẽ ra chỉ khoảng một nửa số đó. Các bạn đến với tôi, các bạn đã dễ dàng sở hữu ngay một trong những cấu hình mà tôi ghép để giúp cho các bạn có thể phát huy được tối đa chất âm, thỏa mãn được niềm đam mê ca hát. Vậy cụ thể như thế nào? Tôi xin phép được viện dẫn một ví dụ cụ thể. Thì các bạn đang nhìn thấy trước mắt đó chính là cặp loa xịn của Đức, đó là cặp loa B3. Cụ thể hơn đó là B3 model VKS112. Lát nữa tôi sẽ quay chi tiết lòng phèo để các bạn cùng chứng kiến. Thì các bạn biết là đây là một trong những dòng siêu phẩm hay nhất nhì của hãng Beta 3. Các bạn biết rồi, B3 là một cái thương hiệu của Beta 3 của Đức, chính xác là như vậy. Và hiện nay nó đã có mặt ở hơn 80 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đây là cặp loa B3 VKS112. Thì cặp loa này nặng tới 58kg. Nhắc lại là cặp loa này nặng 58kg, để cho các bạn hiểu được cái giá trị trong từng cái linh kiện, từng cái chi tiết mà hãng đã gửi gắm vào sản phẩm này. Và cặp loa này thì hàng mới của nó thì tôi không nhớ, nó khoảng tầm 67 hay là 76 gì đó triệu đồng một cặp, tôi nhớ khoảng cái thời điểm đó. Nhưng mà các bạn thấy là cặp loa bãi này thì có giá 14.500.000 đồng. Như vậy nguyên cặp loa bãi xịn sò này của Đức là 14.500.000 đồng. Vậy ghép với những đẩy nào, với vang nào để cho giảm thiểu cái mức tiền đầu tư xuống, nhưng lại đem đến một cái giá trị vô hình mà chúng ta có thể tha hồ ca hát, và các bạn vẫn thấy là ta đang sở hữu những dòng loa xịn sò. Thế thì các bạn thấy là cặp loa này có giá 14.500 này. Nếu như các bạn có tiền, các bạn mua con đẩy Crown này, đó là đẩy Crown 4.000, TI 4.000, có giá là 15 triệu đồng. Con này mới thì khoảng 47 triệu đồng, và hàng bãi đẹp như thế này thì có giá 15 triệu đồng, con đẩy Crown này này. Thế thì các bạn thấy cặp loa này, cặp loa xịn đã, nặng 58 cân và giá của nó là 14.500. Thế làm thế nào để ghép cho nó rẻ xuống, đấy, hợp lý mà vẫn phát huy được độ hay của nó? Thì các bạn hãy sử dụng những con đẩy như tôi giới thiệu. Một là sử dụng đẩy trước mắt các bạn, đó là đẩy H2900, con đẩy CA này này, dòng đẩy CA rất là nổi tiếng rồi. Con này sử dụng 32 sò Toshiba của Nhật. Đấy, con đẩy này có giá 6.500.000 đồng. Hoặc các bạn có thể sử dụng một con đẩy CAVSA1000 mà tôi đang bán mới tinh đập hộp, thì có giá là 8 triệu đồng. Và kèm theo một con vang số. Đấy, đây là con vang số 500P của thằng DB Aquatic. Vang số này thì tôi vẫn chỉnh bằng máy tính cho các bạn, hoặc chỉnh tay rất là tiện, bấm vào đây là có thể chỉnh bắt chép được rất là dễ dàng. Con vang này anh em đang mua với giá trên 4 triệu, tôi để các bạn giá 3.500.000 đồng. Vang số mới tinh. Một bộ mic không dây CAVS T4S mặt bạc này này, đấy, có giá 3 triệu đồng mới tinh. Đấy, thế các bạn thấy này, loa 14.500 này, con đẩy giá 6.500.000 đồng này, con vang có giá 3.500.000 đồng, và con mic này giá 3 triệu đồng. Như vậy chọn bộ này các bạn thấy là nó rơi vào khoảng tầm 28 triệu gì đó. Đấy, thế tôi nhầm nhanh đã thấy nó khoảng tầm 28-29 triệu gì đó. Thì các bạn cứ cộng đi, 14.500 cộng với lại 10 triệu vang với đẩy, 3 triệu rưỡi mà, 3 triệu. Vậy các bạn có ngay một bộ karaoke tuyệt vời, hàng hiệu, tất cả đều là hàng hiệu. Và các bạn nhớ nhé, con loa này lát nữa tôi test cho các bạn nghe, không cần loa siêu trầm đâu, trong những diện tích nhỏ vừa phải, không cần loa siêu trầm đâu. Đây là một con trầm tôi bày ra để giới thiệu thôi, đó là con trầm DB Aquatic Bass 30, có giá 6 triệu đồng, đập hộp, không bật đâu nha. Đây, rút dây cho các bạn thấy này, đấy, không có bật gì cả, không bật trầm. Đấy, lát nữa thì tôi sẽ test để các bạn thấy là nó đánh như là có loa siêu trầm. Đấy, đây là một cái phương pháp mà chúng ta có thể giảm thiểu cái chi phí xuống, nhưng các bạn bỏ ra một khoản tiền dưới 30 triệu đồng mà có ngay một cái cặp hàng hiệu ai nhìn thấy cũng đẹp. Riêng cặp loa nặng 58 triệu đồng. Đây, lòng phèo nó đây. Thì các bạn nhìn thấy, tháo một chiếc ra, đầu tiên mình nói về e căng của nó đi. Đấy, e căng của nó thì rất là dày, đặc trưng rồi. Hôm trước tôi bán những dòng HK của Đức, các bạn biết rồi, thì thằng này thiết kế cũng giống như thế. Ở phía trong của nó là ngoài trong của cái tấm lưới sắt này này, hai lượt mút. Đấy, hai lượt mút, một là cản bụi, hai là nó tán đều cái sóng âm của loa. Các bạn biết tác dụng rồi đúng không ạ? Nặng lắm mà rất là cứng. Còn riêng cái củ bát này thì những người yếu yếu một tay đừng có nghĩ nhấc. Đấy, nó sử dụng
500 farad. Đấy. Các bạn nhìn nhá, cái hàng xịn thì khỏi phải bàn đấy. Đấy. Nó nặng một cách dã man luôn. Đấy, đẹp zin và chỉ thiếu cái thùng xốp thôi, những cái cặp này. Đấy. Đây là dòng VKS 10112. Thời điểm hiện tại thì các shop ở miền Bắc hầu như không ai có hàng để bán cả. Đấy. Trước đây 1-2 năm thì nhiều bạn có. Đấy, nhưng bây giờ thì các bạn thấy cặp này rất là ít. Và hiện nay cặp này thì các bạn thấy này, nó sử dụng hệ thống phân tần to hơn cả một cái tờ giấy A4 nữa. Những con tụ, con trở, quận cảm được thiết kế vô cùng cầu kỳ. Đấy. Và các bạn nhìn thấy này, hệ thống bông tiêu âm này. Và cái dây của nó ấy, hàng xịn mà, kể cả cái dây cũng được bọc luôn. Đấy, bọc trong cái lớp mút luôn. Đấy. Chỉ có hàng xịn mới trau chuốt đến mức độ như vậy thôi. Củ chép của nó này, nằm trầm rất là nặng. Này, các bạn thấy này, hàng bãi nhá, đẹp đến mức độ như vậy này. Và các bạn, khi mà các bạn tò mò tháo ra, tôi vẫn nhắc các bạn rồi, đừng có nhầm cắm cái dây dành cho loa bát này vào cái loa chép, là con chép sẽ đi đấy. Và ngược lại các bạn nhé, sẽ thấy âm thanh của nó không ra gì đâu. Đấy, đây là một cái dòng loa có điều kiện, có tiền thì nên chơi một cặp. Không có nhiều những hàng xịn như thế này, rất là ít, ít khi có thể là nhập được cho các bạn lắm, ít gặp lắm. Đấy, giá 14 năm. Hôm trước tôi bán những dòng HK như thế này, bát 40 thì giá tận 18. Rất nhiều anh em đã lập tức đặt hàng và hết hàng ngay lập tức. Đây này, cụ thể hơn các bạn nhìn nhá. Đấy. Đây là dòng VKS 112 của tập đoàn Beta Rari của Đức. Mỗi một thùng này nó nặng 29 kg, và cả đôi nó nặng tới 58 kg. Như vậy các bạn thấy là cái thùng vỏ của nó dày một cách dã man con ngàn luôn. Này. Đấy, và cái linh kiện đặc biệt là cái củ bát của nó. Đấy, nó nặng lắm. Những dòng như thế này các bạn nhớ là không zin, không xịn, không lấy tiền các bạn đâu. Vậy rõ ràng là một trong những cách mà tôi gợi ý những cái phương án phối ghép để các bạn chơi hàng xịn. Sao các bạn cứ phải bỏ tiền ra khoảng 40 triệu, 50 triệu mua những cái cặp loa hàng gióng. Tất nhiên ai người ta sản xuất thì người ta cũng muốn bán thôi, ai kinh doanh thì muốn bán thôi. Nhưng mà nói các bạn là nó xứng đáng đồng tiền. Bỏ tiền ra đến 4-50 triệu đồng mua những cái cặp loa hàng gióng, bên ngoài nhìn nó sơn son thiếp vàng, nhìn bắt mắt lắm. Đấy, chép nảy keng leng keng tanh tách tanh tách tanh tách, nhưng mà chói gắt như là hàng vạn mũi tên xuyên qua tường ấy. Và khi các bạn nhớ là dùng một thời gian sau thì cái từ tính của nó sẽ suy hao, chứ khoảng 1-2 năm nghe nó đánh phèn phẹt, các bạn đánh phèn phẹt như mình gõ mẹt đấy. Chơi âm thanh nó hơn nhau ở cái sự hiểu biết, chứ không phải là hơn nhau về cái khoản tiền đầu tư đâu. Thế thì ở đây các bạn nhìn thấy này, những cái cặp này này, đây là những cặp DK. Thì đây là DK, ở những cái dòng này là dòng HK. Thì các bạn nhớ là những cặp loa DK này sản xuất tại Anh Quốc. Dòng này là dòng HK10. Đấy. Thì ở những dòng HK người ta đã sử dụng con chép của nó là nam châm đất hiếm. Nó khác với những dòng khác. Cho nên những dòng HK là những dòng có tiếng rất là sáng và tiếng bay mượt, mịn. Những cặp này có giá 8 triệu đồng, bát 25. Đó là những cặp DK HK10 được sản xuất tại Anh Quốc. Còn ở bên này này, các bạn thấy này. Đấy. Đây là những cái cặp TB được sản xuất tại Mỹ, xịn sò bát 25, có giá 7 triệu đồng. Và các bạn vào YouTube các bạn cứ gõ chữ Cương Audio TB hoặc Cương Audio DK thì các bạn sẽ thấy ngay. Thế các bạn nhìn thấy những cái cặp này là những cái cặp DK 12 này. DK như model HK 12 thì nó sử dụng bát 30. Cặp này có giá chỉ 12 triệu đồng. Và ghép với những con đẩy 6 triệu rưỡi này, con vang số 3 triệu rưỡi này, bộ mic không dây 3 triệu này. Xin lỗi các bạn, những cái cặp loa mà các bạn mua khoảng 40-50 triệu mà các bạn ghép cả cái bộ mà nhìn nó sơn son thiếp vàng ấy, nhìn nó đồng bóng ấy, thì xin thưa các bạn là không có cửa để so sánh đâu. Nếu như các bạn có kiến thức về âm thanh, các bạn nghe thử cùng một bản nhạc để cùng một cái thiết bị đánh, các bạn nghe sẽ thấy hàng xịn này này, tiếng bát của nó cái độ lan tỏa nó ngân vang, và sau đó các bạn thấy là âm thanh rất là tĩnh sạch. Chép đánh rất mạnh nảy nhưng ấm và không bao giờ chói gắt. Đặc biệt là cái giọng của các bạn ấy, nghe cái giọng các bạn hát trên thì dã man luôn. Đấy, thế các bạn nhớ là chơi audio thì lưu ý về cái kiến thức của mình một chút. Và nên để ý là không phải cứ nhiều tiền là hay đâu. Và đặc biệt là không phải những cặp loa bên ngoài nhìn bắt mắt sơn son thiếp vàng, những cái cặp loa gióng ấy, mà các bạn thấy là người ta đóng và người ta bán nhiều trên thị trường của những cái thương hiệu nó không nổi tiếng lắm mà rất nhiều anh em đang bán này, thì các bạn lưu ý nhé. Một vài cái điều tôi gợi ý thôi chứ còn không có ý gì, vì các bạn thấy là hàng ngày các bạn cứ vào Facebook, các bạn thấy trong Facebook tôi bán hàng đến khắp nơi trong cả nước. Nhưng các bạn thấy là tôi tiếc cho rất nhiều anh em khi biết đến tôi hơi muộn. Đấy, đó là một cái sự thật.
mình gặp nhau như lúc mới quen ban đầu, cớ sao em ngập ngừng. Nhà tôi đơn côi, mời em ở lại, kể chuyện tha hương chưa lần phải nhớ thương. Mang tâm sự từ thua, thiếu đôi tay mềm biết nơi nào mà tìm. Nhiều khi ưu tư tựa sóng cửa nhỏ, nhìn ngoài mưa tuôn nghe sao lạnh vào hồn. Mấy năm cách biệt chỉ vui đêm này, chốt với tâm tình của hai chúng mình. Một lần trong đời em nói thương tôi, tiếng ngọt trên đầu môi. Này ban đêm này ơi, nếu mai đi rồi nhớ mang theo nụ cười. Còn tôi tôi đợi chờ, thì dù xa xôi tôi vẫn là của người. Từ thua thiếu đôi tay mềm biết nơi nào mà tìm. Nhiều khi ưu tư tựa sóng cửa nhỏ, nhìn ngoài mưa tuôn nghe sao lạnh vào hồn. Mấy năm cách biệt tưởng vui đêm này, chút vui tâm sự của hai chúng mình. Một lần trong đời em nói thương tôi, tiếng ngọt trên đầu môi. Này ban đêm này ơi, nếu mai đi rồi nhớ mang theo nụ. Tôi vẫn là của người. Còn tôi đêm mơ, còn tôi đợi chờ, thì dù xa xôi tôi vẫn là